Hello, mình là Hùng Akira, M1014. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn, đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa kiểu và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. 7 ngày rồi, cả tuần trời rồi mình không chơi game Free Fire, nhớ quá các bạn ạ. Và hôm nay nó đã quay trở lại, đó là cái combo súng M1014 chế tác mà mình đã nói đấy. Cái combo mà súng mà nó còn ngon hơn cả Long Tộc đấy các bạn. Cái combo súng huyền thoại mà nó gọi là đáng đồng tiền bát gạo. Vậy cái combo súng này nó có mạnh thật hơn so với lại Long Tộc hay không? Thì bây giờ ta sẽ cùng đi so sánh sức mạnh giữa khẩu M1014 chế tác ở trong này. Mạnh nhất đó là khẩu chiến tranh cùng với lại khẩu Long Tộc các bạn nhá. Và cái nick này của mình là cái nick mới, thì mình cũng gọi là chưa có cái khẩu này nên mình sẽ quay. Cái nick này của mình là nick Thái Vô Cùng mùa 1, có thể X2 rank. Mình mua để sắp tới mấy hôm nữa là mình leo thách đấu các bạn ạ. Hôm nay 16 rồi, 18 là mình sẽ leo thách đấu các bạn nhá. Đó, và thấy cái vòng quay này nó có một cái rất là thú vị luôn các bạn. Đó là chúng ta sẽ quay được ra cả súng luôn. Mấy cái vòng quay ngày xưa đúng là chỉ có đá với bản vẽ thôi. Thì bây giờ mấy quả vòng quay này nó sẽ để cả những khẩu súng vào bên trong này cho các bạn luôn. Phải gọi là rất đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà bù lại ấy, điều đấy có nghĩa là cái tỷ lệ ra đá của các bạn nó sẽ ít hơn. Ngày xưa thì nó sẽ có là 3 ô đá cơ, hoặc là cái gì nữa ấy. Nhưng mà bây giờ được cái là nó sẽ cho các bạn ra khẩu súng luôn. Thì nó phải gọi là rất đáng đồng tiền bát gạo đấy các bạn ạ. Như khẩu chết chóc cái này, một khẩu khá là ngon mình quay ra được luôn. Đó, khẩu này tăng 1 tốc bắn 2 tầm xa các bạn nhá. Khẩu đấy cũng gọi là ngon đấy. Mặc dù là nó không ngon như khẩu chiến tranh nhưng nó cũng gọi là rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, cho nên là bây giờ mấy cái vòng quay này cũng nó cũng không hút máu lắm nên là mình thấy cũng khá là thích. Garena ra này cũng khá là hợp lý. Thà thế còn hơn là cái việc là cứ ra đá trong một hồi lên tận 20-30 viên đá chế tác các bạn ạ. Thì các bạn mà có muốn quay nhiều khẩu ấy thì các bạn nên quay kiểu như là các bạn cứ quay hết một thể đã, sau đấy các bạn mới đổi nhá, chứ đừng có đổi giữa chừng, tại vì lỡ đổi mà các bạn quay trúng cái khẩu đấy luôn á thì các bạn sẽ bị phí đấy. Đó, ví dụ như kiểu mình như này, quay nhiều rồi mình sẽ cứ quay đã, sau đấy là mình đổi sau. Định mạnh ra lắm bản vẽ đây, vai lắm bản vẽ vai phải cả lìn ạ. À, rồi xong tôi cảm giác cái đấy không ổn rồi, nhưng mà trông này có vẻ ổn đấy. Đó, bây giờ tôi sẽ đổi khẩu chiến tranh nhá. À không, tôi chưa đổi đủ đâu các bạn ạ, nên là tôi sẽ quay tiếp. Vai lìn bản vẽ nhiều quá này, ui là trời. Định mạnh, holy fucking shit man. Thôi đổi, thôi các bạn ạ, chúng ta đổi lấy khẩu gọi là chiến tranh và khẩu dịch bệnh các bạn nhá. Còn khẩu kia thì chúng ta cho nó cút luôn đi cho nó đỡ chật đất. Nhưng mà này, sao viên đá của tôi bị lỗi à? À không, không phải, đồ mát tôi vừa đổi hết đá. Nào, chúng ta cũng đi thử sức mạnh của khẩu M1014 chiến tranh trước nhá. Sau này chúng ta đi so sánh sức mạnh với cả khẩu M1014 Long Tộc, xem hai khẩu này khẩu nào khẩu mạnh hơn các bạn nhá. Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng trả lời. Ai à, Tuấn tập PC luôn à, căng giá man vậy men. Rồi, chúng ta sẽ cùng gọi là đi test thử khẩu 1014 chiến tranh ở nick này. Sau đấy là mình sẽ chuyển qua nick chính của mình để test khẩu 1014 Long Tộc các bạn nhá. Tại vì nick này không có khẩu Long Tộc. Cái nick này thì chủ yếu là mình tậu về để nhằm mục đích là để xài thẻ vô cùng mùa 1 cho nó vui. Với cả là cái thẻ nhân 2 rank để mùa tới này leo thách đấu thì cho nó nhanh nhé mà các bạn. Tại vì đầu mùa bây giờ nó reset lại rank mình ở thấp á, xong mình leo mất thời gian lắm, có thể X2 leo nó dễ hơn hẳn, nó thoải mái, nó dễ thở lắm. Đấy rồi, MC Hùng tử tế luôn, tiêu tiền tỷ nó lại chọn cho mình ngay khẩu MP súng tù của mình như thế này thì chắc chắn luôn là tầm này thì làm sao mà ăn được mình. Trường hợp này là bây giờ đi ra chỉ làm bao cát cho tôi bắn thôi, mà mình nghỉ cả một tuần rồi mình không chơi mà mình cảm giác cái cảm giác bắn của mình nó vẫn gọi là như xưa các bạn ạ. Ui trời ơi, kéo nó vẫn gọi là căng đét đó mình hay á. À đủ cái định mạnh, mấy cái thằng này đã chọn súng nó chơi súng kiểu dã man thì trời, nó chọn vector ạ. À, định mạnh chả thằng nào chọn khẩu 1014 cho tôi test này mà cũng đều đến lượt tôi chọn. Ai cái định mạnh nhà nó má, tôi kéo gần chết tôi. Cái đứa này đứng đằng sau nó kéo ké. Ai da, ui dồi ôi, đồng đội của tôi nó KS mạng của tôi kìa làng nước ơi. À các bạn ạ, giờ mình phát hiện ra rồi là không phải là chúng ta không rút được một khẩu màu xanh ra đâu, chúng ta rút được một khẩu màu xanh, một khẩu màu đỏ ra các bạn ạ. Khẩu màu đỏ là súng chính, còn khẩu màu xanh là súng thứ số 2 các bạn ạ. Nó hai ô súng thì là hai khẩu vector luôn. Mình cứ tưởng là chúng ta rút một khẩu bắt buộc sẽ là khẩu lửa, còn khẩu 2 thì chúng ta phải dùng gọi là cái chế độ bắn hai súng chúng ta mới rút được cả hai khẩu vector ra chứ. Hóa ra là hai khẩu này là mỗi khẩu là một loại súng ạ. Ồ, đỉnh vãi nồi. Đỉnh mạnh nhà nó vẫn chưa đến lượt mình chọn súng các bạn ạ. Mấy thằng mắm này nó chọn khẩu MP40 luôn rồi. Nếu hiểu nổi ớt Cái đinh mày bắt đầu tôi kéo chết một đứa thôi, thằng kia đã kéo chết tôi luôn rồi. Má mày ai chơi bắn lén vậy mày. Ui rồi ôi, MP40 bích vàng mà bắn như tê là đúng kịch bản rồi đấy. MP40 bích vàng bắn toàn đam vàng luôn thì còn gì bằng. 10 điểm. Nào nào nào. Ây da, nào nghe ra coi, nghe ra coi, nghe ra coi, nghe ra coi. Nó không nghe, bây giờ mình sẽ làm một tình huống lừa các, lừa. Ai trời ơi, mấy này lừa dễ mà. Mấy cái bộ môn này tôi lừa nhiều thằng rồi, tôi phải lừa khoảng 20 em gái như này để tôi phục thủ chuyên nghiệp Tuyên Quang rồi. Chứ mấy cái em này nó có cái gì nó gọi là lạ lẫm thế đâu. Lừa cái em nghe ra là tôi nhấp tôi đút vào ngay là phê lên tí con TT ngay. Cuối cùng tôi cũng được chọn súng rồi các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta lên sàn đó là em hàng M1014 chiến tranh với tiêu chí đó là súng to, súng khỏe, súng đẹp, súng bắt nhanh và đặc biệt là lại phải còn đẹp, đặc biệt là phải còn dị nữa. Thì hôm nay chúng ta lên hàng trước đó là em hàng M1014 chiến tranh. Chúng ta cùng test xem em này có ngon không. Ui ôi, ngon vãi đái, một viên đi luôn các bạn. Ui rồi ôi, nhất đạn quy tiên là đây chứ đâu. Khẩu này nói chung là bắn ngon như nâng cấp các bạn nhá. Bây giờ nếu mà để so sánh thì thực ra mình dùng hai khẩu này nhiều rồi để mà biết so sánh rồi. Đó là bắn sai yếu mạnh. Ui ôi, nó one shot tôi. Rồi xong nó chết luôn rồi. Nói chung là khẩu này ngon, bắn nhanh các bạn ạ, nhưng mà đam hơi yếu so với khẩu Long Tộc. Đây các bạn, chuyển sang nick mình cái là nó khắc bọt ngay. Đây là nick Hùng Akira IT hàng Rio của mình đấy nhá. Mình vừa mới chuyển qua. Tờ này Subi nó hay cầm nick mình cho nên là thành ra là nó mặc đồ của nó luôn, nên là thôi mình cũng lười chả thay nữa các bạn. Mặc đồ này luôn cũng được đấy. Các bạn, khẩu này bắn nó mạnh, đam to nhưng mà thay đạn thì lâu vãi cả trưởng. Mỗi lần các bạn bấm thay đạn là các bạn cầm ngay một chai sờ tinh, làm một ngụm sờ tinh, sau đấy là làm ngay một cái gói bim bim oishi vị cay và vị gọi là vị ớt cay vào, là ăn xong là nó thay đạn là vừa đấy các bạn ạ. Cần thiết mà các bạn cảm giác nó chưa thay đạn xong ý thì các bạn làm giết thêm một bi thuốc lào nữa, phê lên mây luôn, quay ra chắc là thay đạn xong rồi. Chứ định mệnh khẩu này thay đạn lâu vậy trưởng ra. Để nói chung là hai khẩu này nó khác nhau ở một cái, đó là một khẩu ấy thì chuyên là về việc là thục đam rất là to và thục nhanh, thậm chí là hình như nó nhanh hơn khẩu chiến tranh thì phải các bạn ạ. Còn khẩu chiến tranh thì theo kiểu đó là nếu như mà các bạn bắn hụt hoặc là các bạn bắn mà kiểu địch chưa chết ấy, thì các bạn có thể thay đạn được. Còn khẩu Long Tộc này nó lại theo kiểu là dứt điểm một thằng nhanh gọn, là nó sẽ tăng sát thương và tốc độ bắn, nên là hai khẩu này nó có cái sự khác nhau ở cái đấy. Nói chung là về sát thương thì khẩu Long Tộc mạnh hơn, còn nếu như mà để mà dễ dùng, gọi là mọi thứ đều tốt thì mình nghĩ là nên dùng khẩu chế tác, và chưa kể khẩu chế tác nó rẻ hơn nữa. Ai dạy mấy thằng này chọn súng bây giờ? Nó chọn khẩu XM8 làm gì đây? Ôi trời ơi, đời ai đi chơi độc lang chiến thì chọn XM8 làm gì hả trời? Chẳng qua là nếu như mà tôi muốn review thì tôi chọn, chứ còn bình thường tôi bắn là tôi có bắn tiểu liên với shotgun, nó luyện trình cho nó vip. Bắn thì đi bắn AK, đi bắn trúng trường ạ. Ôi, thế nên đứng làm gì đấy? Ôi, gao bạc của chúng ta đang hơi lag một tí, không biết mình đứng bên này à? Đây rồi, Cristiano Ronaldo hùng đến từ Tuyên Quang. Kéo cái là vỡ đầu, kéo cái là vỡ đầu liền. Bỏ mấy hôm chơi tụi nó lại tưởng rằng là tôi mất nghề đấy. Nhiều thằng lại còn tưởng là tôi mất nick nữa cơ. Không mất nick các bạn nhá, Hùng Akira IT vẫn ở đây. I'm here, ok baby. Nào, mày chạy đâu chết hả mày? Nào nào nào, nghe ra đây. Ố không chết, không sao hết, vì chúng ta đã có sơn petroli limic. Sơn cái là tăng đam. Cái định mệnh nhà nó vãi cả đồi ạ. Sơn cái tăng đam nhưng tôi chết rồi. Bạn ơi, bắn cái kìa bạn, nó kìa bạn. Ui thằng này toàn Racing Boy à. Ôi bạn ơi Racing Boy tỉnh nào đấy? Bạn ra gặp mình đi, mình Racing Boy Tuyên Quang này. Định mạch nó thanh niên này tính kiểu chạy vào vòng tính đấm chết thằng này luôn hay gì ấy. Nhìn nó bót thế này thôi nhưng mà khinh thường nhầm chủ tình rồi nhá. Nó bắn cho nhấc người lên lại bỏ tại số. Ui dồi ôi, cầm combo súng này công nhận với cả một điều đẹp thật. Nào, bót ra đây ăn đại AK nào. Rồi ok em chia buồn cùng gia quyến. Nào bây giờ em này bây giờ ăn đạn shotgun. Ăn đạn shotgun. Ai da, ai da, mày bắn không chết tao là mày dở rồi, thấy mày em mày chưa? Ok rồi, chắc là video của mình sẽ biết được này thôi. Nếu bạn thấy thích đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nhá. Comment xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.